Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Dấu hiệu cho thấy Ukraine đang gồng mình đối phó mưa hỏa lực của Nga. Tỷ lệ đánh chặn tên lửa Nga của Ukraine ngày càng giảm cho thấy Kiev đang gặp thách thức trong nỗ lực ngăn cản hỏa lực của Moscow. Theo Wall Street Journal, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ 30% số tên lửa của Nga trong tháng trước, so với tỷ lệ trung bình 46% trong 6 tháng qua. Báo Mỹ nhấn mạnh đây là xu hướng đáng lo ngại đối với Ukraine. Trong 6 tháng trước đó, tỷ lệ đánh chặn tên lửa Nga của Ukraine là 73%. Thống kê này được Wall Street Journal tổng hợp từ dữ liệu mà không quân Ukraine công bố mỗi ngày. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga khi hệ thống phòng không và đạn dược của nước này đang ở mức rất thấp. Theo dữ liệu mà Wall Street Journal thu thập được, Ukraine chỉ bắn hạ 10% tên lửa đạn đạo của Nga và không đánh chặn được bất kỳ tên lửa S-300 và S-400 nào do Nga bắn vào Ukraine trong năm nay. Đồng thời, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa khoảng 45% trong 6 tháng qua. Nga đã tăng gần gấp đôi số lượng máy bay không người lái Shahed phóng đi, tăng gấp 3 số lượng tên lửa đạn đạo và gấp đôi số lượng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Sikorsky so với 6 tháng trước đó. Một phát ngôn viên giấu tên của lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng số liệu thống kê của Wall Street Journal đã đưa ra một bức tranh tổng thể chính xác, dù dữ liệu mà Kiev cung cấp có những lỗ hổng nhất định được sử dụng cho mục đích tuyên truyền. Tình hình này đang gây ra mối quan ngại với cả Ukraine và các đồng minh. Mặc dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ USD cho Ukraine, nhưng Kiev vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi được bổ sung thêm tên lửa phòng không và đạn dược. Trong lúc Ukraine đếm ngày để Mỹ bàn giao vũ khí, Nga đã tận dụng việc hệ thống phòng thủ của Ukraine suy yếu để tăng cường tấn công. Các cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ đang suy yếu của Ukraine, đồng thời làm cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược. Trong lúc Ukraine đếm ngày để Mỹ bàn giao vũ khí, Nga đã tận dụng việc hệ thống phòng thủ của Ukraine suy yếu để tăng cường tấn công. Các cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ đang suy yếu của Ukraine, đồng thời làm cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược. Ngoài ra, Forbes lưu ý rằng, trong thời gian qua, Nga đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ trên không. Máy bay Nga có thể cất cánh nhiều hơn cho thấy họ đang tìm cách làm chủ bầu trời khi Kiev thiếu nghiêm trọng vũ khí đánh chặn để ứng phó. Mặt khác, việc Nga dồn dập tấn công Ukraine bằng tên lửa cho thấy tiềm lực sản xuất quốc phòng của Nga bất chấp việc phương Tây và Kiev nhiều lần nói rằng Moscow sắp cạn kiệt tên lửa. Nga bắt thêm quan chức cấp cao quân đội. Giới chức Nga bắt trung tướng Kuznetsov với cáo buộc phạm tội hình sự sau khi cáo buộc một thứ trưởng quốc phòng có hành vi nhận hối lộ. Trung tướng Yuri Kuznetsov đã bị bắt do nghi ngờ phạm tội hình sự. Tổng cục điều tra quân đội thuộc Ủy ban điều tra Liên bang Nga đang thụ lý vụ án. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 14 tháng 5 đưa tin. Các điều tra viên đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của tướng Kuznetsov. Giới chức Nga chưa công bố thêm chi tiết liên quan tới tội danh của ông Kuznetsov và thông tin khác của vụ án. Ông Kuznetsov từ năm 2010 giữ chức lãnh đạo Tổng cục 8, cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng Nga. Ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Tổng cục Lực lượng của Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5 năm 2023. Theo kênh Priba của Nga, ông Kuznetsov đã bị bắt, có thể vì thời gian làm lãnh đạo tại Tổng cục 8. Dường như cáo buộc nhắm vào tướng Kuznetsov liên quan đến những sơ suất và thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có rò rỉ những tài liệu có tầm quan trọng đặc biệt. Kênh Priba cho biết, đây là quan chức cấp cao thứ hai của quân đội Nga bị bắt trong 2 tuần qua. Giới chức Nga cuối tháng 4 bắt cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov cùng 2 doanh nhân nghi nhận hoặc đưa hối lộ. Truyền thông Nga đưa tin ông Ivanov bị nghi nhận hối lộ ít nhất 1 triệu rúp, hơn 10.000 USD và có thể đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết tội. Ông Ivanov được coi là đồng minh thân cận của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Tổng thống Vladimir Putin ngày 12 tháng 5 ký sắc lệnh điều chuyển Đại tướng Shoigu sang làm thư ký Hội đồng An ninh Nga, nhường lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cho cựu Phó Thủ tướng kiêm nhà kinh tế học Andrei Belousov. Estonia xem xét đưa quân đến Ukraine. Một quan chức Estonia cho biết nước này đang nghiêm túc thảo luận về khả năng gửi quân tới miền Tây Ukraine. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 13 tháng 5,
Madis Ron, cố vấn của Tổng thống Estonia về an ninh quốc gia, cho hay chính phủ nước này đang phân tích khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine và muốn thực hiện điều đó theo sứ mệnh của NATO để thể hiện sức mạnh tổng hợp và quyết tâm lớn hơn. Các cuộc thảo luận đang diễn ra, chúng ta nên xem xét tất cả các khả năng, chúng ta không nên hạn chế suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm, ông nói. Ông Ron nhấn mạnh, Estonia sẵn sàng gửi quân tới miền Tây Ukraine trong một liên minh nhỏ hơn nếu không được sự đồng thuận chung của NATO. Gần đây, giới chức phương Tây bắt đầu đề cập nhiều hơn đến kịch bản đưa quân đến Ukraine để hỗ trợ Kiev đối phó với Nga. Hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố hiện tại các nước chưa đồng thuận về việc điều động quân đội đến Ukraine, nhưng phương Tây không loại trừ bất cứ phương án nào. Kể từ đó đến nay, nhà lãnh đạo Pháp nhiều lần khẳng định vẫn để ngỏ phương án triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Ý tưởng của ông Macron vấp phải phản đối của hầu hết các nước phương Tây, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của một số nước như Estonia, Lithuania. Estonia là một trong những quốc gia có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Đầu tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas để thảo luận hoàn tất thỏa thuận an ninh song phương. Gấu Nga xòe nanh vuốt làm nguội những cái đầu nóng phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói một cánh tay yếu đuối thì chỉ có thể lau nước mắt. Tuyên bố của ông hàm ý, dù bị đàn sói bao vây, gấu xám vẫn có sức mạnh và vuốt sắc để kết liễu đối thủ. Những lằn ranh đỏ mà Moscow vạch ra liên tục bị Mỹ và phương Tây vượt qua, từ cung cấp thông tin tình báo, cung cấp vũ khí sát thương đến gần đây nhất là việc Pháp đưa ra gợi ý về việc triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Thật ngẫu nhiên, chỉ sau đó vài ngày đã có ghi nhận về sự hiện diện của các đơn vị chiến đấu nước ngoài tinh nhuệ dưới vỏ bọc lính đánh thuê hỗ trợ quân đội Ukraine vốn đang sức cùng lực kiệt trên tiền tuyến miền Đông. Đây dường như chính là giọt nước tràn ly để Moscow cần phải đưa ra thông điệp răn đe mạnh mẽ bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tất cả nên có giới hạn. Sự xuất hiện của lính đánh thuê nước ngoài tham chiến tại cuộc xung đột Ukraine không phải là vấn đề mới. Thậm chí, quân đội Ukraine còn thành lập quân đoàn nước ngoài để hợp thức hóa sự hiện diện của lính đánh thuê tham gia cuộc xung đột. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị đánh thuê nước ngoài thường chiến đấu ở các mặt trận ít nóng bỏng hoặc tuyến hai. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, nhiều ghi nhận của binh sĩ Nga về các đơn vị chiến đấu nước ngoài được trang bị tốt, chiến đấu có tổ chức và phối hợp bài bản. Điều này đã được Asian Times xác nhận hôm 6 tháng 5 về những trận đụng độ giữa lực lượng Moscow và các đơn vị chiến binh nước ngoài tại Ukraine. Những đơn vị này dường như không phải lính đánh thuê thông thường, mà có những biểu tượng đặc biệt cho thấy đây là lực lượng quân đội nước ngoài có thể đã được âm thầm triển khai tại Ukraine. Hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 6 tháng 5 cho biết, tại vùng Lugansk, sau một trận đấu súng, binh sĩ Nga đã phát hiện trên nhiều thi thể lính đánh thuê sử dụng dấu hiệu nhận diện có biểu tượng quốc kỳ Pháp. Vụ việc xảy ra gần Belogorovka, vùng Lugansk, khi binh sĩ Nga bắn hạ một lính đánh thuê có biểu tượng đặc biệt này. Paris chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, chỉ huy một phân đội xung kích thuộc đơn vị Sever thuộc nhóm tác chiến phương Nam của Nga đã xác nhận thông tin về một đơn vị lính đánh thuê có biểu tượng cờ Mỹ bị tiêu diệt. Tất nhiên, đây chỉ là thông tin do phía Nga đưa ra, khó có thể kiểm chứng đầy đủ. Tuy vậy, tại sao lại sự việc này lại xuất hiện mới đây? Phải chăng nó có liên hệ với những tuyên bố có phần cứng rắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine? Nếu người Nga đột phá ở tiền tuyến và nếu có yêu cầu từ Kiev, thì chúng ta sẽ có lý do chính đáng để tự đặt cho mình câu hỏi có nên triển khai quân. Tổng thống Pháp nêu rõ, ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp cho biết về nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đồng ý với quan điểm của Pháp về việc gửi lực lượng quân sự tới Ukraine. Ngay sau thông tin về lính đánh thuê có biểu tượng cờ Pháp bị hạ gục tại Belgorovka, Điện Kremlin tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang điều tra vụ việc. Về vấn đề này, trước tiên chúng tôi cần tìm hiểu thông tin chính xác, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Sebastian Lecornu đã cảnh báo Paris không nên gửi quân tới Ukraine. Ông Sergei Shoigu tuyên bố việc gửi quân tới Ukraine sẽ gây ra vấn đề cho chính nội bộ nước Pháp. Cảnh báo mùa đông hạt nhân làm nguội những cái đầu nóng. Không phải vô tình, ngay sau những động thái của Pháp, Anh và một số thành viên NATO tại khu vực Đông Âu lên tiếng ủng hộ việc triển khai quân tới Ukraine. Nga đã ra tuyên bố chuẩn bị tập trận hạt nhân phi chiến lược tại quân khu phương Nam với sự tham gia các đơn vị tên lửa, không quân và hải quân.
Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký, trong đợt diễn tập sẽ diễn ra khoa mục thử nghiệm sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh mục đích của cuộc diễn tập là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước. Hoạt động diễn tập cũng là phản ứng trước những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của các quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga. Không quá khó để nhận ra, động thái diễn tập vũ khí hạt nhân nhằm đáp lại tuyên bố hồi đầu tháng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng triển khai quân tới Ukraine. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, phương Tây không cần đặt bất kỳ giới hạn về hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Về vấn đề này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng việc Pháp tiếp tục nói về khả năng can dự trực tiếp trên thực địa vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine là một xu hướng nguy hiểm. Phương Tây tuyên bố Nga có ý định tấn công châu Âu nhưng Moscow bác bỏ. Ông Putin cũng đưa ra cảnh báo tất cả những gì họ đang nghĩ ra bây giờ, cách họ khiến cả thế giới sợ hãi, tất cả những điều này thực sự đe dọa dẫn tới một cuộc xung đột liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sẽ hủy diệt nền văn minh nhân loại. Tại sao Nga chọn vũ khí hạt nhân chiến thuật? Điểm khác biệt lớn nhất của vũ khí hạt nhân chiến thuật so với cấp chiến lược là chúng có hiệu suất công phá nhỏ hơn nhiều lần, chỉ khoảng vài chục kiloton. Chúng được thiết kế để sử dụng ngay trên chiến trường với tầm sát thương hiệu dụng khoảng vài km tính từ tầm vụ nổ. Tuy nhiên, hiệu ứng hủy diệt của các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng vượt xa mọi loại vũ khí thông thường mà con người từng tạo ra. Trong quá khứ, cả Liên Xô và Mỹ đều rất tích cực thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật và sở hữu hàng nghìn đơn vị vũ khí dạng này. Dù đi theo nhiều hướng phát triển khác nhau, nhưng đặc điểm chung của đầu đạn hạt nhân chiến thuật là chúng phải nhỏ gọn, phù hợp để trang bị các loại vũ khí truyền thống như pháo binh, tên lửa, mìn. Giáo sư Vadim Kuziulin thuộc Viện Khoa học Quân sự Liên bang Nga cho biết. Tương tự vũ khí hạt nhân chiến lược, vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng chưa bao giờ được sử dụng trên chiến trường do chúng đều là vũ khí hủy diệt hàng loạt, không chỉ có sức công phá lớn mà còn tạo bụi phóng xạ gây ô nhiễm chiến tuyến. Có chung quan điểm, chuyên gia quân sự Nga Alexei Sukhonkin đánh giá vũ khí hạt nhân chiến thuật có đặc điểm là có sức công phá giới hạn để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng và nơi tập trung lực lượng đối phương ở mặt trận. Loại vũ khí này có thể có ở dạng bom, đạn pháo, mìn, ngư lôi, tên lửa phòng không và là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Sức công phá của vũ khí hạt nhân chiến thuật thường tương đương 200-300 tấn nổ thuốc TNT. Sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân chiến thuật nằm ở việc dù là vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng dường như lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định quốc tế nào. Chúng phù hợp để sử dụng trên nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau. Đặc biệt tại châu Âu, khi lắp trên các tên lửa chiến thuật, vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ chỉ mất khoảng vài phút để tấn công bất kỳ địa điểm nào. Đó là khoảng thời gian mà một khi nó được sử dụng, sẽ không có cách nào ngăn chặn hay xuống thang xung đột. Chính Mỹ và phương Tây cũng nhận ra sự nguy hiểm này và từng ràng buộc Liên Xô và sau này là Nga với Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, INF đã không còn hiệu lực. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi ngay sau động thái chuẩn bị diễn tập hạt nhân của Nga, báo Corriere della Sera của Italia dẫn các nguồn thạo tin cho biết, khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể sẽ thông qua tuyên bố chính thức không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, NATO đang chuẩn bị đưa ra quyết định như vậy tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới dự kiến được tổ chức tại Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Về phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Matthew Miller cho biết Tổng thống Joe Biden phản đối khả năng gửi quân Mỹ tới Ukraine. Tổng thống Putin trong một bài phát biểu từng nói, một cánh tay yếu đuối thì chỉ có thể lau nước mắt. Đó là tuyên bố hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh địa chính trị của Nga. Khi đàn sói bao vây gấu xám, hãy luôn nhớ gấu xám không chỉ có sức mạnh mà còn sở hữu bộ vuốt sắc có thể kết liễu đối thủ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.